Em xin chào toàn thể các anh chị và các bạn yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc. Em là Nhung, bán phong Lan rừng tại Hải Dương. Và hôm nay là phiên ngày 9 tháng 7 năm 2018. Thì cơ sở Lan rừng nhà em được về một số mặt hàng như sau. Thì em xin điểm qua và báo giá để các bác xem và chọn nhé. Hôm nay nhà em có đai châu ạ, đai châu Trung ạ. Đai châu Trung thì chỉ hàng thì từ 5 đến 7 cây một cân nhé. Em bán là 580.000 một cân. Đai châu rừng khá là to, do vận chuyển nên là cây thì cũng có không thể tránh khỏi những xuất sắc như thế này. Chỉ còn một ít hàng thôi nhé, bác nào đặt hàng thì liên hệ với em. 580.000 một cân đai châu Trung nhé. Hôm nay nhà em có kim điệp xuân ạ. Kim điệp xuân hàng mới về, rất là xanh như thế này, vẫn còn bó đây. Hàng hôm nay về thì cũng khá là nhiều dề nhá. Hàng rất xanh tươi, cho hoa màu vàng. Cho hoa màu vàng và ra tết nhá. Đây ạ. Rất là đẹp như thế này, hoa màu vàng. Kim điệp xuân thì em bán là 120.000 một cân nhá. 120.000. Còn đây là hoàng, đây là ý ngọc ạ. Ý ngọc thì hôm nay chỉ về một vài cân thôi. Em bán là 250.000 một cân. Rất xanh, hàng rất là đẹp ạ, chỉ có vài cân thôi, 250.000 một cân nha bác nhé. Đây là đùi gà, nhà em hôm nay về đùi gà thì hàng rất là xanh, có những cái dề như thế này. Đùi gà em bán là 250.000 một cân nhé, 250.000 một cân đùi gà. Đây, mầm lên rất là đẹp đấy ạ. 250.000 một cân ạ. 250.000 một cân đùi gà nhé. Đây là hoàng thảo môi tua. Hoàng thảo môi tua mới về lô này cũng khá là nhiều đây. Một số thì đã ra hoa và còn lại là một số thì đang còn lại đang ra hoa nhé. Hoa màu vàng cánh sáp và có tua dưa ở giữa. Ở họng hoa đây ạ. Đây ạ. Hoàng thảo môi tua thì em xin bán là 180.000 một cân. Hoa màu vàng rất là đẹp luôn. Hàng xanh mướt, em quay tổng thể cho các bác nhìn nhá. 180.000 một cân hoàng thảo môi tua. Còn một ít sơn thủy tiên thì em bán là 220.000 một cân nhá. Đây sơn thủy tiên đây, còn một ít thôi, chắc chỉ còn tầm 3 cân thôi. 220.000 một cân. Còn đây là kiều vàng, kiều vàng hôm nay về lô này em cũng khá là ưng nhá. Cây ra mầm rất là đẹp luôn. Hoa kiều, hoa màu vàng nhá. Đây, kiều vàng rất là dễ thuần ạ. Các bác mới chơi thì nên sưu tầm hàng kiều, hoặc là đai châu, hoặc là những loại giả hạt thì rất dễ là thuần hơn. Đây, kiều hôm nay em bán 180.000 một cân. Đây ạ, kiều vàng ạ. Kiều vàng 180.000 một cân. Còn đây là hoàng lạp nhé. Hoàng lạp cũng chỉ còn vài cân thôi. Hoàng lạp thì em bán là 150.000. Hoa hoàng lạp thì ra sau tết. Và hoa màu vàng rất là đẹp ạ. Hát sơn thủy tiên là sơn thủy tiên thì hoa vàng nhưng mà có họng nâu. Hoàng lạp thì em bán 150. Sơn thủy tiên là 250 nhé. Đây là vảy rồng ạ. Vảy rồng thì hôm nay cũng còn khá là nhiều nên em xả hàng nhé. Tại mấy hôm nay trời nóng nên là em cũng không muốn để hàng lâu đâu. Vảy rồng thì em bán là 120.000 một cân nhé. Đây cũng có những cái dề rất là đẹp như thế này. 120.000 một cân vảy rồng đấy ạ. Vẫn là xanh, rất là xanh tươi. Còn một ít kiều vuông mỡ gà nhá, kiều vuông mỡ gà thân rất là dài vuông như thế này, xanh lá xanh. Kiều vuông mỡ gà thì em bán là 250.000 một cân nhá. 250.000 một cân kiều vuông mỡ gà. Còn đây là kiều vuông ạ, kiều vuông hay người ta gọi là thủy tiên cánh trắng đấy ạ. Hoa chùm màu trắng rất là đẹp luôn. Hôm nay thì cây rất là tươi như thế này, hàng rất là tươi nhá. Kiều vuông khác kiều vuông mỡ gà các bác nhá. Thân thì mập hơn và vuông hơn như thế này. Đây, kiểu vuông đây ạ. Rất là tươi, lá rất là xanh tươi, vẫn xanh tươi nhá.
Các bác mình nên thuần kiều thì dễ thuần hơn. Các bác mới tập chơi thì mua kiều thì thuần thì quá hợp lý rồi ạ. Kiều vuông và kiều vuông mỡ gà thì em cũng bán là 250.000 một cân nhé. Đây ạ. Còn đây là hạc vĩ ạ. Hạc vĩ thì hàng về thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà hạc vĩ lên rất là tốt. Hạc vĩ em bán 300.000 một cân nhá. Đây, hàng rất là xanh đấy ạ. Hạc vĩ rất là dễ phát triển nhá. 300.000 một cân ạ. Còn một ít long tu sân nhá. Còn một ít long tu sân thôi. Long tu sân thì chỗ này em bán là 230.000 một cân cho các bác sưu tầm nhá. Còn một ít thôi. Hàng này thì cũng không đẹp lắm. Em bán là 230.000. Thì trên đây là tất cả những hàng mặt hàng hôm nay nhà em có, thì bác nào ưa chuộng mà hàng nào thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 01693 998895. Em xin đọc lại số điện thoại ạ. 01693 998895. Thì có gì các bác alo và đặt hàng nhé. Thì chúc các bác đầu tuần thì vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công. Em chào tất cả các bác.